Vâng, mình chào quý vị. Hôm nay Bonsai Đinh Vượng xuống thăm vườn của Bắc Giang ở khu vực bến xe Sơn Tây. Một cái vườn cây cũng khá lâu năm rồi quý vị ạ. Bác này chơi từ những cái năm 2010 là bác ấy đã vào một cái lô cây rất mạnh và đến bây giờ cũng đã gìn giữ lại được những cây xanh này. Và ngày xưa rất nhiều cái cây xanh quê các bạn ạ, nhưng xanh quê nó rất đẹp, lá đẹp, cái này chất liệu lá đẹp. Và form bóng dáng cái này đẹp. Vườn này thì lâu lắm rồi cũng chưa ai cho lên sóng. Hôm nay lần đầu tiên Bonsai Đinh Vượng cho lên sóng cũng sau 10 năm, hơn 10 năm. Hôm nay mới được lên sóng truyền hình. Từ khi các bạn được ngắm những cái tác phẩm mới lạ này mà cũng các bác này cũng ít cho đi triển lãm các bạn ạ. Từ những ngày đó đến bây giờ các bác cũng không đi triển lãm mà chỉ chơi tại nhà. Cũng ít đi ra ngoài giao lưu, sân chơi các bạn. Chứ hôm nay Bonsai Đinh Vượng vào chơi thăm bác thì mới lại được review những tác phẩm như thế này. Chất liệu lá sinh quê đây các bạn. Dòng sinh quê lá nhựa rất dày. Vườn này cũng khá là nhiều, cũng rất lâu năm. Chỉ có thuê thợ về cắt tỉa chơi chăm sóc nhưng mà lại ít ra ngoài giao lưu. Chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường. Đây là những cây phải nói là cốt chậu quá lâu năm này các bạn ạ. Cái bộ bệ rễ nó tan chảy trên mặt chậu, nhũ nhuyễn. Đấy, các bạn nhìn cái bộ rễ nó tan chảy ghê không? Cái cốt chậu lâu năm đấy nhé. Mà cái này ít thay đất thay chậu. Khá là đẹp các bạn nhỉ. Đây là một số những cây xanh quê các bạn ạ, nhưng mà cái dòng xanh quê cái chất liệu lá được này, giữ được dăm này các bạn. Đấy, như thế này là giữ được dăm đấy. Bộ thân pháp này cũng đẹp. Cái này là cái là biến hóa khuôn đường. Chất liệu cũng xanh lá nhựa, xanh quê lá nhựa. Đấy, các bạn nhìn những cây như thế này lâu lắm rồi không thấy chậu, khả năng đến chục năm nay rồi không thấy chậu đúng không em? Cho nên là cái bộ bệ rễ nó tan chảy trên mặt đất, nổi trên mặt chậu như rễ nhạn ấy. Cái này thân pháp chính của nó thì không rõ ràng, nhưng cái thân pháp những cái tay cành ở trên này lại rất là mạch lạc, thiếu cái cốt chính. Để xem bên này nó có cái cốt rõ ràng không. Những cái đường chạy của thân tay cành thì rất đẹp, nhưng mà cái thân chính của nó lại
nằm cuộn ở bên trong này, hay là bị tan chảy mà. À đây này, rất nhỏ các bạn, cái bộ rễ nó rơi xuống nó làm cho cái thân nó, thân chính nó bị nhỏ đi, sống bằng những cái rễ phụ nhiều. Đây, những cây rất to này các bạn này. Ngày xưa những cây như thế này phải mua đến tiền tỷ hất ngược này, chứ không dưới, rất nhiều tiền. Đến bây giờ thì cái bao giờ cái giá trị sành quê thì nó nếu như nó lên ngôi trở lại thì nó cũng kinh khủng khiếp các bạn. Giờ đang trong cái giai đoạn sành năm điền nó lên ngôi thì lại sành quê này, anh em chơi thấy là cứ giữ gìn lại để làm tạo tác. Nhưng mà những cái cây này bọn xe đi vượng thấy nó cũng toàn những cây nó giữ được dăm đấy các bạn. Thấy bộ bông dăm giữ tốt đấy, lá được, toàn xanh quê lá nhựa. Đấy, bộ bông dăm này các bạn, làm khá là đẹp. Vườn này rất nhiều. Còn phía trên chưa cắt xong nhỉ? Đây này, keo cắt nốt đi em. Ừ. Còn cái này có tuốt lá khuê răm bao giờ không? Có suốt. À cũng suốt lá gì? Cái này thân pháp thì là chưa được khóa lắm, nó vẫn còn trơn chui. Nhưng về tổng bóng cây giáng làng đẹp lắm các bạn. Cây giáng làng thân pháp rất là rõ ràng, bóng dáng đẹp, form dáng làm rất đẹp. À kia có một con long nhỉ, cây giáng lão. Ông ấy đang như ảnh quay đấy. Một cái dáng lão rất đẹp rồi. Ờ cứ bảo anh bonsai Đinh Vượng đến quay. Hôm ông điện nhờ anh đến quay mà. Hôm nay anh mới qua được. Anh tên là gì ạ? Anh bonsai Đinh Vượng. Đinh Vượng. Ừ. Cái này đang che rất nhiều ngói sợ cháy nhá. Có những cây kia form dáng đẹp kìa. Bóng dáng rất hiên ngang, đẹp. Mở cây, mở mặt trời thoáng, bông cành thoáng, đẹp. Làm tay nả lơi, đẹp lắm. Có cây xanh quê này già, lu cụ ú biếu này các bạn. Những cái form dáng thì nó hơi rời rạc này. Đấy, bông váng nó hơi rời rạc như thế này. Những cái thân pháp già ghê lắm đấy các bạn. Kinh chưa? Già khủng khiếp. Đùn toàn lu cụ ú biếu. Có những gai lu này. Quá già. Thì ra cái này mà thu ngắn mà nằm lại thành một cái cây lun nực thì cũng kinh khủng đấy nhỉ. Đấy. Thân nó hơi cao.
đây là cây đa. Xong tôi ra rơi một cây xanh dáng trực. Cái này rất già này các bạn, cơ địa rất đẹp, độ nhăn độ chùn có. Là tôi quay cái mắt sau của tác phẩm. Robot Sai Linh Vượng xin được kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.